Rồi, hello các bạn và kênh Bim Trà Channel của mình tiếp tục làm video mới nha. Hôm nay mình sẽ đi phần Rock Watch One và để tiếp tục mình sử dụng trang phục là U-Bus Free Custom. Đó, tiếp tục là kết hợp với lại Bad Bay Thailand Bay nha. Mình sẽ đi Buffet. Rồi, đây là video tiếp theo về phần Challenge nha. Đầu tiên mình đã dịch chuyển vào cụ già. Phút dưới đây là mình để một cái cửa mở ra ngang để dịch chuyển con Bolid áo xanh nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ lên đây dịch chuyển cậu bé Sumi đỏ nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi thẳng lên luôn. Đó, đặt ngang cũng ngang cái đường đi của cậu bé Sumi đỏ mình sẽ dịch chuyển. Đó, các bạn nhớ là gom vàng cho hết nha các bạn. Ok, giờ chúng ta sẽ lấy vàng quanh này. Giờ đầu tiên mình sẽ mở cái cửa bên này ra. Đó, cậu bé Sumi đỏ đã thành công nha. Mình sẽ lấy cái khay này các bạn. Ok, giờ mình sẽ chạy lên trên này. Đó, trên này là có toàn bộ vàng mình sẽ lấy hết với một cái khay. Rồi, ở thế là ông Bolitter đầu chọc mình đã di chuyển dưới đây thành công luôn nha. Bây giờ mình sẽ xuống tiếp tục xuống dưới đây. Và mình sẽ đi đường dưới đây nha các bạn. Đó, đường dưới đây là chắc chắn là không có ai hết nha các bạn. Nhắc lại an toàn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua thẳng qua đây, mình sẽ di chuyển luôn ông đặc vụ. Trong bên phòng bên đây có bọn đặc vụ bên này. Đầu tiên là chúng ta là sẽ mở cái cửa này ra nghe. Đó, mình mở cái cửa này ra để nhử ông vô các bạn. Chắc chắn sẽ vòng qua đây và di chuyển thành công luôn. Đó, giờ mình đặt lên cái, mình sẽ núp ở góc này để cái cửa mở yên vậy nghe. Đó, thế là mình đã nhử ông tới. Đây là bọn Bolid đầu chọc nha các bạn. Ok, thế là chúng ta đã di chuyển thành công Bolid đầu chọc này. Bây giờ mình sẽ lên trên đây các bạn. Đó, lên trên đây mình lấy toàn bộ vàng trên này hết luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục lên trên kia luôn. Đó, thế là mình sẽ giờ mình sẽ kết thúc phần bình luận tại đây. Thank you, bên đó sẽ ủng hộ các bình chẳng channel của mình. Bên nào thấy hay các bạn nhấn comment, like, share, subscribe kênh của mình nha. Ok, thank you so much.
Okay.